chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chương trình Hát Mãi Ước Mơ Mùa 3. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Công ty Truyền thông và Giải trí Điền Quân thực hiện, được phát sóng vào lúc 20:30 tối thứ Sáu hàng tuần trên kênh HTV7. Thưa quý vị, đến với chương trình Hát Mãi Ước Mơ, chúng ta sẽ cùng được lắng nghe những giọng hát mà một điều đặc biệt là họ đến đây không phải hát cho chính mình mà vì hát cho những người mà họ yêu thương. Xin mời quý vị và các bạn, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ hai vị giám khảo sẽ đồng hành cùng chương trình Hát Mãi Ước Mơ mùa 3. Đó chính là nghệ sĩ Trấn Thành. Và ca sĩ Võ Hà Trâm. Năm nay anh quay trở lại với vị trí là giám khảo của chương trình Hát Mãi Ước Mơ. Thì không biết là cái tiêu chí của anh dành cho các thí sinh năm nay có điều gì thay đổi không ạ? Dù là thay đổi như thế nào thì tụi em vẫn chấm điểm theo cái tiêu chí cảm xúc là chính nha quý vị. Tại vì chương trình là mang đến cho người chơi những gì nó liên quan đến tinh thần và tình cảm nhiều hơn. Vì vậy chúng tôi vẫn chấm điểm cho cái giọng hát nào mà cảm thấy rằng là chạm đến trái tim mạnh hơn, nên chúng tôi hy vọng là quý vị sẽ hiểu cho ban giám khảo cái điều đó nhé. Dạ vâng. Dạ vâng ạ. Với vai trò là ban giám khảo cố định thì không biết là cảm xúc của chị Trâm như thế nào ạ? Cũng như anh Trấn Thành thì khi mà ngồi vào cái cương vị của một ban giám khảo cố định thì trước tiên phải nói về mặt chuyên môn là chúng tôi phải đưa ra những cái quyết định rất là sáng suốt và công tâm cho từng phần trình diễn của những người chơi. Và bên cạnh đó thì cái sự chung tay góp sức để tất cả mọi người có thể cùng biết Hát Mãi Ước Mơ, cùng xem Hát Mãi Ước Mơ và cùng đóng góp cho Hát Mãi Ước Mơ. Đó là cái điều mà cả Trâm, cả Trấn Thành, cả tất cả mọi người thực hiện chương trình này đều mong muốn. Và Trâm mong rằng Hát Mãi Ước Mơ đã quay trở lại, và đó là một cái điều mà mọi người, những khán giả hâm mộ rất là mong chờ. Và khi quay trở lại thì Trâm hy vọng là cái thông điệp nó sẽ lan tỏa được mạnh mẽ hơn để mọi người chúng ta cùng làm những điều tốt đẹp cho cuộc sống này. Dạ vâng ạ. Cảm ơn chia sẻ của hai anh chị và xin mời hai vị giám khảo của chúng ta cùng về vị trí của mình ạ. Ở chương trình Hát Mãi Ước Mơ thì ngoài hai vị giám khảo đồng hành xuyên suốt trong chương trình, mỗi một tuần chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với một vị giám khảo khách mời. Và trong tuần này chúng ta sẽ cùng gặp gỡ nữ ca sĩ Tố My. Trở lại chuyện hai chúng mình khi anh với em vừa biết đam mê tình yêu tràn trề, đường mòn đêm vắng bước chân em nhớ tên, rồi thời gian qua lối vác lên vai hành trang đường dài, vì đời nên ra mắt xa nhân chỗ đời. Chẳng riêng hai chúng mình, nên khi vắng anh đường đã thay tên con trắng kỷ niệm, lạnh đầy theo tiếng bước ưu tư đi tìm, đường đã thay tên
con chẳng kỷ niệm, lạnh đầy theo tiếng bước ưu tư đi ơi. Đây là lần đầu tiên mình đến với chương trình Hát Mãi Ước Mơ, thì không biết Tố My trước đây đã có xem chương trình chưa và đến với chương trình với tinh thần như thế nào? Tố My đến với chương trình này thì cũng không có mong muốn gọi là giám khảo gì to tát đâu, bởi vì tuổi đời, tuổi nghề của Tố My thì thật sự cũng không có quá là nhiều. Khi quý vị lên sân khấu, quý vị bình tĩnh và hãy nhìn xuống dưới tất cả các giám khảo hôm nay là những người bạn đồng hành của quý vị. Quý vị hát thật hay nhé. Cảm ơn những chia sẻ cũng như là bài hát mà Tố My vừa gửi đến chương trình, và xin mời Tố My về vị trí giám khảo của mình ạ. Cảm ơn. Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với vòng 1 mang tên Ước Mơ. Thưa quý vị, nhân vật đầu tiên của ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với câu chuyện đến từ làng dệt người Chăm ở Ninh Thuận. Câu chuyện vô cùng xúc động và xót cảm. Người ta có câu, mẹ già như chuối chín cây. Nhưng ở đây, một người mẹ già đã 80 tuổi nhưng vẫn phải tần tảo và cực khổ nuôi người con bị tâm thần của mình. Và xót thương cho hoàn cảnh của cụ, anh Minh Tuân đã mang giọng hát của mình đến với Hát Mãi Ước Mơ nhằm mục đích là có thể giúp đỡ cụ. Xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ anh. Tôi tên là Phú Minh Tuân. Công việc cụ thể của tôi là một chàng thợ may, chuyên may những hàng thổ cẩm Chăm. Thì vừa thợ may tôi vừa kiêm luôn là bảo vệ. Tôi đang canh giữ hợp tác xã là ngày miễn nghiệp. Thực tế ra thì cuộc sống của tôi cũng không khấm khá gì hơn ai. Nhưng mà so với hoàn cảnh còn khổ hơn tôi là như là cụ Hỷ, một người mẹ đã già 80 tuổi mà có hoàn cảnh khó khăn rồi, nhưng lại một đùm bọc một đứa con bị mất tâm thần. Đi xin cả ngày rồi mà không được hai mẫu lúa. Ngày nào người ta cho cũng một bốn, một tô, một chén. Đi xin mà móc đâu có ra được. Không có thì làm bay bà đi ăn mắm. Không có mắm phải đi làm muối, lấy nước muối đó làm ăn. Hồi đó là 18 tuổi, nó đi học là lấy bằng tốt nghiệp rồi thì đi làm thầy giáo chứ, mà không, nó không đi. Năn nỉ với nó nói mẹ ơi, nghèo lắm, khổ lắm, không có ai nuôi mẹ. Con đi nuôi mẹ đi làm rẫy, đi đốt than. Rồi một ngày nào đó thì ảnh nằm trong rẫy một mình, thì ảnh bị sốt, không ai phát hiện. Rồi tới 2-3 ngày sau anh mới về. Về thì lúc đó chở vào bệnh viện thì nó đã muộn. Rồi bác sĩ cho rằng là anh bị sốt lên não gì đó, nên là bị mất trí nhớ, thuộc dạng là bệnh tâm thần. 40 tuổi rồi vợ này, nhưng có vợ thì đâu có khổ vậy. Có vợ vợ nuôi, có con nuôi chứ đây con vậy. Mà bây giờ già cả không có làm gì được mà nuôi một đứa con này. Tiền đâu như là cái đó là 2 tháng rồi chưa hết một đoạn đó. Một ngày mà dịch không được 5 đồng. Khổ lắm, đi cả đêm cả ngày. Bà già đi kiếm muỗng ra, đi tìm nắng thịt chết. Ai cũng nói đi đâu đó, nói đi tìm con. Chở nó vô nước, vô thịt, ở đó nó chết vì nước. Tôi gà gây, thay nó về thì mừng. Hãy không có nó về thì không có mừng, ngủ không có được. Cứ ngồi đây mà khóc miếng nè, khóc cho thật này. Thôi tội chứ.
thấy tôi mà khóc nữa, nói con ta khác, con bị khác. Khác thì không có cha, người mà không có chị, không có em, mà ai nuôi nó. Nhưng nếu bà chết thì có ai ở với nó. Mà nó chết nó rồi thì bà ở với ai? Cho con gánh cả đôi vai, thân cỏ lặn lội sớm mai vai gầy. Mẹ già là sắp xa cây, lỡ đâu lá rụng tội này gánh sao? Cho con gánh lại mẹ già, để sau người gánh chính là con. Tháp bao đời cội nguồn xa xưa, đàn ca nhi như tiếng ru sao xin hồn tôi u hoài. Sinh ra kiếp người nghệ sĩ, mang theo cho đời tình hát, yêu đồng lúa bên dòng sông, yêu thăm xưa gió mưa âu sầu. Nắng lên trên đỉnh tháp thiên, đàn chim rao tung cánh trời cao, kỳ dòng sông phong ngon khúc về đâu. Đàn trăm pi véo von với thôn làng, phong lu vàng lung linh trong nắng mai. Đàn ca nhi từ đất tháp buôn điều hồn quê nước non, đàn trăm pi điều đất nước trang hòa tình ca thiết tha. Ca nhi trăm pi tan tình tan, ca nhi trăm pi tan tình tan, ca nhi trăm pi tan tình tan. Cảm ơn ca khúc mà anh Phú Thanh Tân đã mang đến chương trình Hát Mãi Ước Mơ ngày hôm nay. Và không biết thì anh vừa thực hiện xong ca khúc của mình có hồi hộp không ạ? Nói chung rất là hồi hộp. Hồi hộp là vấn đề là mình có hát vô vòng sau hay không, có kiếm được một số tiền mà cái gia đình mà mình muốn chia sẻ hay không. Cái đó là một vấn đề hồi hộp nhất. Dạ vâng. Và rất tiếc là cụ Hỷ ngày hôm nay vì lý do sức khỏe nên không đến với chương trình của chúng ta được. Em biết là thật ra là hoàn cảnh của anh Tuân cũng khó khăn, không kém vì cụ Hỷ hết. Nhưng mà tại sao thì anh lại lựa chọn hoàn cảnh của cụ Hỷ để mang đến chương trình Hát Mãi Ước Mơ ạ? Nói chung tôi cũng khó khăn nhưng tôi còn trẻ. Mà hoàn cảnh bà cụ thì đặc biệt hơn. Cụ đã lớn tuổi, với lại ông cụ cũng qua đời cách đây được 5 năm rồi. Mà một bà cụ già 80 tuổi nuôi một đứa con tâm thần, mình thấy mình cũng có đồng cảm và cảm xúc. Nên tôi muốn có chương trình này, tôi đăng ký để hát giúp bà kiếm một số tiền nhỏ nhỏ nào đó để bà có nghị lực sống. Bà nghĩ là có người gần gũi bà để bà có thêm tăng thêm tuổi thọ nữa. Em nói thiệt nha, là nhìn anh á, cái gương mặt của anh nó tử tế mà nó ra mặt luôn á. Anh hiểu không? Anh tử tế mà ra mặt luôn á. Nhìn cái mặt là thấy người hiền lành đàng hoàng liền. Thiệt. Mà em nói thiệt nha, nãy em coi cái clip đó em nói là sao mà khổ dữ vậy? Khổ gì mà khổ dữ vậy trời? Giờ này đáng lẽ người ta phải nghỉ ngơi, con cháu người ta lo cho người ta. Chứ làm sao mà đi làm mà hàng ngày như vậy, làm bao nhiêu việc nặng, mà còn một người con tâm thần nữa. Chứ em hỏi là anh ở gần đó hay là anh vô tình anh biết? Dạ, ở chung làng. Nhưng mỗi khi tôi đi ra thì thấy ông cậu cứ dòng bà cụ đi tìm, nên mình thấy mình xót. Ngày nào cũng đi tìm con vậy đó. Dạ, tại vì ông cậu không chịu ngồi một chỗ, tuy là tâm thần nhưng không có phá. Cậu thường đi bộ dọc làng, rồi bà cụ cứ đi tìm con về ăn cơm, hoặc ban đêm cũng đi tìm một mình, lặn lội một mình. Mà
làm con của bà cụ thì đã bị tâm thần bao nhiêu năm rồi anh? Dạ, đúng ra thì con của bà cụ không phải là bị tâm thần, là do cái lúc đó là ông cụ chưa qua đời bị mù, nên là thấy cha mẹ già yếu đuối rồi, ảnh mới bỏ học từ lớp 9. Ảnh đi phát rậy thì ảnh ngủ một mình trên rậy á, thì sốt rét không ai thấy. Tới về nhà thì bị dậy phát hiện, bệnh viện nói là bị xuất huyết lên não gì đó. Cũng vì chữ hiếu mà lao động vất vả đó. Hồi nãy anh hát lúc đầu á, lo mà mới vô nhà vô nó hơi chè choạng chút xíu. Thế nhưng sau một thời gian anh thấy em lắc lư, em phiêu theo nhạc, làm như anh bắt gặp được ánh mắt đồng cảm của giám khảo, đúng không? Anh thấy bên này dấu 200 mặt đó. Mặt nó giống như con cá vàng đang bơi trong bể nước. Cái anh thấy làm như cả đồng cảm, bắt đầu lấy lại tinh thần, bắt đầu anh hát ngon lành, thấy không? Nốt nào ra nốt đó mà hát giọng rất là mạnh. Mà em thấy cái sự mở đầu như vậy là quá đẹp rồi. Ảnh ra mà ảnh còn đủ bình tĩnh để anh múa, và anh bắt đầu cái bài hát của mình. Đà Chăm đã nghe được Ninh Thuận đang ở đây rồi, một cái văn hóa âm nhạc của người Chăm đưa vào cái bài hát, và anh làm rất là hay với cái những cái luyến lấy của những cái âm điệu của người Chăm. Và cái âm nhạc đó nó lại bồng bềnh, nó lãng đãng, nó mang đến cho trường quay một cái không gian rất là hay về văn hóa, về âm nhạc. Về đâu đàn trăm phi réo von với thôn làng phong lưu vàng. Tuy nhiên có một cái mà tôi muốn muốn được khen anh, gửi lời khen đến anh, đó là một cái thấy một cái sự lạc quan khi mà anh bước ra sân khấu. Anh không phải lo cái gì hết, tôi rất là thích những cái mà trong cái tự nhiên trong con người anh nó toát ra, nó không phải cố gì hết. Và mình rất là thích ở cái chất giọng anh có một cái sự gọi là sự hoang dã. Những cái nốt luyến của anh đó, nó có gì đó nó rất là hoang dã, nó tự nhiên, mộc mạc lắm. Mình nghĩ rằng là khán giả xem truyền hình sẽ rất là thích giọng hát của anh. Cảm ơn phần trình diễn của anh Tuân, và hy vọng là anh sẽ nhận được số điểm cao từ hệ thống của chương trình. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với câu chuyện thứ hai của ngày hôm nay. Câu chuyện mà cô ấy mang đến xuất phát từ sự đồng cảm với hơn 100 con người đã cùng gắn bó với cô hơn 10 năm nay. Vô đây là coi như là gọi là mới ấm tình thương con rồi. Vất vả thì cũng có vất vả thiệt, mà nó vui lắm. Mình cảm thấy đó là một cái mái ấm gia đình thứ hai của mình. Thấy các chú bác xem mình như một người con trong gia đình của họ. Ngày xưa là người cha khi sinh ra mình thì thấy bị như thế này cho nên là cũng bỏ đi. Từ đó mình cảm thấy nếu như có được một cái người chồng trong gia đình để mình làm trụ cột thì cũng là điều tốt. Nhưng mình không may mắn không có thì cái này mình cũng không có gì để mà đáng buồn cả. Nhưng mình rất là hạnh phúc khi có được hai đứa con, và có bên cạnh là có một người mẹ luôn luôn là theo dõi, chia sẻ và nâng đỡ cho mình. Hiện nay tôi đang là kỹ thuật viên xoa bóp của Hội Người Mù thành phố Tam Kỳ. Hội Người Mù thì là cái tổ chức rất là đặc thù, tức là không được tiếp xúc qua chữ sáng, thì cũng có một cái loại chữ sáng tạo cho người mù, đó là chữ Braille. Thì tôi là người đứng ra để truyền đạt cái chữ đó cho hội viên. Mình vào hội là vào năm 1996. Khi vào trong hội thì mình cảm thấy đó là một cái mái ấm gia đình thứ hai của mình. Mặc dù các chú các bác lớn tuổi, mình là người nhỏ nhất trong đó, nhưng mà cảm thấy các chú các bác xem mình như một người con, như một người cháu trong gia đình của họ. Chú là tên là Nguyễn Đình Hùng, chú vào hội là năm 1994. Tại gia đình nhà ông do bây giờ bắt sớm là của mình, chú là coi như là cũng vất vả cũng khổ lắm. Sau khi có hội là xuống hội ở có chỗ ăn chỗ ở cho anh đây là đứa là quá quá mừng rồi đó. Tôi thấy đây là cũng được hết.
mình nghĩ là bản thân mình còn trẻ, mình cố gắng mình vươn lên được. Hội Tâm Kỳ thì có một số người, người ta cũng lớn tuổi rồi, bây giờ cái điều kiện đi lại hoặc là điều kiện kinh tế của người ta cũng có nhiều khó khăn. Cho nên qua đây mình cũng muốn là chia sẻ với những chú, những bác ở trên kia một cái gì đó mà khả năng mình có thể mình làm được. Như chỗ nữa là lồng một ngày là có được chục cây chổi giống mấy, lồng ra thành phẩm sang là mỗi một cây 2 ngọn, chục cây là có 20 ngọn thôi. Nói chung là vất vả thì cũng có vất vả thiệt, mà nó vui lắm. Vô đây là coi như là gọi là mới ấm tình thương con này. Cái nhà này làm từ năm 65 trở lại, đã xuống cấp lắm rồi. Bây giờ nếu như có điều kiện thì sẽ tu sửa lại hội trường cũng như là phòng sản xuất, xông hơi. Thời tiết bình thường thì không có vấn đề, nhưng mà khi mưa bão mà hội viên ở đó thì rất là nguy hiểm. Chú thì ưng lòng thế nào để cho bọn chú mỗi người mỗi cái gậy để đi lại cho nó dễ dọn thôi. Với lại có cái máy để hầu mình nghe từ sự, nghe tin tức, nghe rồi đó mình ưng nghe, để mà không có nữa. Và tôi sẽ hát cho hội người mù Tâm Kỳ. Thực sự thì em rất là bất ngờ với giọng hát của chị Bích Diễm. Không phải một mình Sam bất ngờ đâu, mà anh Trấn Thành là anh dậy nãy nãy giờ rồi. Ngay câu hát đầu tiên là anh trời ơi hay quá, anh quằn quại như một con đun dừa vậy đó. Trời ơi hay mới quá, mới đun dừa bây giờ trở thành đun dừa lại rồi. Diễm ơi, hay quá Diễm ơi. Có một cái điều mà đây chị Diễm có sự kết nối giữa em với Tommy đó. Đây hả? Quảng Nôm. À, Quảng Nôm hả? Quảng Nôm. Em nói thiệt, hồi nãy giờ em tan chảy. Cái cách ngắt chữ của chị, cái cách chị nhả lâu lâu chị xuống hơi nhẹ, rồi chị miết cái chữ, cái cách chị tách từng cụm nhạc á, rất là chuyên nghiệp, rất là tình cảm. Dù biết như thế, tôi vẫn phải tin, tôi vẫn phải tin mẹ đang còn trẻ. Em nói thiệt, không biết sao hiện nay em yêu thương bất chấp. Dạ em cảm ơn anh Trấn Thành. Mà anh Trấn Thành nói rất là đúng, chị hát tự nhiên bản năng nhưng lại xử lý sẵn ở chổng luôn, xử lý bài hát sẵn ở chổng luôn. Đúng.
xử lý một cách bản năng nha. Mà anh biết không, điều đó là đến từ cảm xúc thật. Thiệt. Nó phải từ trái tim. Em hỏi câu này nhỏ thôi là Diễm mà, Diễm có hát được bolero không? Có à. Diễm hát ra, Diễm hát song ca với Tố My một đoạn được không? Ngày mùa trăng phú quê, vì mưa gió không về, chiến trường anh bước lên. Có nàng hoen đôi mi, khách qua đường lén nghe. Hỏi hùa con ơ cô chi nơi đây phiền gót canh giờ e ấp đôi lời mình còn nhớ nhau hùa. xuất sắc trời ơi dễ thương quá, cho em ôm chị một cái. Trời ơi xuất sắc. Thưa ba vị giám khảo, là em cái bài mừng tuổi mẹ này thì thực sự ra em rất là cảm xúc, bởi vì hôm nay em đi thì có người mẹ của em đã dẫn đường và hai đứa con của em cũng đi theo, đi từ Tâm Kỳ vô đây để mà cổ vũ ạ. À. Và đứa con nhỏ thì có 2 tháng rưỡi thôi. Ồ, có 2 tháng rưỡi. Chúc con. Con hỏi thiệt là gia đình mình á, rồi làm ở nhà là làm ruộng. Giờ gia đình mình có khó lắm không? Quá khó khăn. Dạ, mà cũng đi hát cho hội nữa chứ chưa có hát cho mình. À, có lẽ là mình mang cái niềm vui này mình sẽ đem chia sẻ cho những dạ, người khác. Thường quá. Em được biết á là trước đây á là chị Diễm á là được học cũng rất là cao, nhưng mà lý do tại sao chị Diễm lại quyết định về hội người mù Tam Kỳ để có thể hoạt động cùng ạ? À, thứ nhất là mình là người con của quê hương Tâm Kỳ, Quảng Nam. Và thứ hai là mình có thể mình đem những cái gì mình được học về chia sẻ cho những cái cô bác không may mắn như mình. Tấm lòng của chị rất đẹp ạ. Và em hy vọng là ngày hôm nay chị mang giọng hát cũng rất đẹp của mình đến với chương trình Hát Mãi Ước Mơ thì sẽ được quý vị khán giả ủng hộ thật nhiều ạ. Cảm ơn chị Diễm và gia đình rất là nhiều ạ. Và sau đây sẽ là câu chuyện cảm động về người mẹ khuyết tật, mong muốn cả đời cho con mình được ăn học đến nơi đến chốn. Chị Cẩm Nhung đã cố gắng đem tiếng hát của mình đến với chương trình nhằm thắp sáng con đường học hành của em Nho. Tôi tên là Phạm Thị Cẩm Nhung, năm nay tôi 33 tuổi, quê tôi ở An Giang. Nghề nghiệp hiện tại của tôi là nhân viên tư vấn áo dài ạ. Tôi quen biết cô Nhu trong một cái lần rất là tình cờ. Thì lúc đó là nhà tôi có dọn dẹp đồ này kia trong nhà đó. Thì tự nhiên lúc tôi đem ra tôi bỏ rác ở ngoài á, cái có một cô đó, cô đẩy một chiếc xe lăn tới. Rồi cái cô nhặt mấy cái đó. Mà lúc đó là cô còn bán vé số nữa. Mà cô lại bị tật nữa, hai chân thì không có đi được. Đó. Thì tôi mới lăn la tôi hỏi, tôi làm quen với cô. Mà cô á, đặc biệt là tôi thấy cô là lúc nào cũng cười hết á. Nó nên là tôi ấn tượng ở cô là cái điều rất là lạc quan dù ở cái hoàn cảnh nào. Tôi là Phạm Thị Nhu, nay 59 tuổi, cô là ở Phú Yên. Nhỏ ở như trai bị chồng bò chồng nghe giờ lớn lên rồi. Đi vô coi con ở vô đây đi bán vé số, kiếm sống qua ngày. Chân bại có làm được đâu bại chân ấy. Có qua vài lần để thăm cái nơi của cô ở đó. Thì cô ở trọ, mà tôi không nghĩ đó là một cái căn phòng trọ, tại vì nó quá nhỏ đi, che chắn bằng tường nữa, mà nó che chắn bằng những cái vách gỗ á, mà như nhà có 6 mét vuông thôi, mà hai mẹ con phải sinh hoạt ở trong đó. Con gái của cô á là đang học cao đẳng năm 2 nữa, thì mọi cái kinh tế là do cô gánh vác hết nó, mà cô thì bị tật như vậy đó, nên là phải kiếm thêm bằng cái chuyện là nhặt thêm ve chai nữa. Bí cô mới có đĩa ra coi như mới mấy tháng ghê, coi như nằm bão lụt còn chết luôn. Chết thành giờ cô dìu dắt nó cô đi nuôi biết tới giờ luôn. Tuy là thiếu thốn tình cảm của cha nhưng em cảm thấy cuộc sống của em rất là tốt vì sự nuôi dưỡng của mẹ. Mẹ luôn chăm sóc em và nuôi em, cho em ăn học đầy đủ. Và em cảm thấy cuộc sống như vậy là rất tốt rồi. Em
hoàn toàn không cảm thấy tự ti về mẹ em như vậy. Vì tất cả sự hy sinh của mẹ đều dành hết cho em. Đó là một niềm hạnh phúc rất lớn đối với em. Em mong muốn là sau khi tốt nghiệp ra trường em có thể tìm được một công việc phù hợp và có nguồn thu nhập để có thể phụng dưỡng mẹ và già. Lo cho con anh học cho nơi tới cho chốn. Con nuôi ở cho nó biết nhờ cái thằng đó là được rồi. Cô nào mong cái nhiêu đó là được à. Mong cho bé Như học ra trường thành tài là cái mong ước lớn nhất của cô. Nên là mục đích của tôi tham gia chương trình này là muốn giúp đỡ cô Nhu một phần nào đó để trang trải cái học phí cho bé Như, để cho cô bớt đi cái sự khó khăn. Chiều hè ôi đẹp làm sao, đêm sáng trăng cao có nhịp chảy mau, nghe quê hương tiếng gọi mời thương những ngày tha thương, trong cõi đời ta giữ bên lòng hình bóng quê nhà, nghe quê hương tiếng gọi mời thương. Dòng hát rất ngọt ngào của chị Cẩm Nhung ạ. Em thấy hồi nãy đứng trong sân khấu là chị rất là hồi hộp lo lắng đúng không chị? Dạ, giờ em mới về được trái đất rồi chị. Đúng không? Trời ơi, nói chuyện hay hước. Ủa chị vậy, lúc chị hát chị đang ở đâu? Dạ, Đĩa Bay ạ. Có lẽ rằng là chị ở Đĩa Bay cho nên là cũng có chút nào đó trao đảo tí xíu phải không? Gió lớn, gió lớn. Nhưng mà không sao, chị rất là dễ thương và ra hát với là một cái tinh thần rất là lạc quan. Đường xa xuôi ngược bôn ba, ôi kỷ niệm yêu mãi tranh nghèo tỏa. Dù có trao đảo chút xíu nhưng mà sau cuối cùng cũng trở về lại trái đất. Chúc mừng chị. Em thấy chị rất là vui. Đây là cái điều mà rất là quan trọng cho tất cả chúng ta à, dù cho hoàn cảnh nó như thế nào, chúng ta vẫn phải nghĩ về những cái điều tươi sáng, những điều tích cực trong cuộc sống để chúng ta cố gắng. Và ngày hôm nay cô Nhu cũng có đến với chương trình Hát Mãi Ước Mơ. Cô ơi cô. Dạ, chào dạ. Cô. Cô cho con hỏi nha. Là ở nhà mình hiện giờ cái mà cô thấy cần thiết nhất là cái gì? Cô cần thiết nhất là cô cho cháu em đi học. Ở nơi tới chỗ nào cô cần thiết nhất. Bạn đi học thì chi phí mỗi tháng là bao nhiêu? Cô dạy này học là tiền trường là có như một năm là 10 triệu đó con. Cô có hồ nghèo á, dây tiền nhà nước.
cho em nói anh đi học cho nhờ cái nơi cái chỗ ngồi cho nó cái công anh chẳng làm cho nó thành người thành nghiệp cái nơi cái chỗ anh làm. Đúng rồi, con nghĩ là cứ cho bạn đi học rồi mai mốt bạn sẽ có cách để kiếm tiền để là gửi lại, nhưng mà dĩ nhiên là mình cũng không có để cái số nợ đó quá nhiều để tội nghiệp bạn, bạn lớn lên bạn cũng phải đi làm này nọ. Cô cũng ráng cho. Dạ. Hiện tại bây giờ thì bé Nho ngoài việc đi học cũng có đi làm thêm để phụ giúp mẹ nữa. Con thấy là cô là đi lại thật sự rất là khó khăn. Ừ. Vậy thì mình trong cái công việc mà bán vé số với lại lượm vé chai của mình á thì nó có cản trở gì không cô? Cũng có nhiều khi gặp ông của anh mua rồi ông cũng giật, ông nhảy ra hường có cho. Cái gì cô? Sao mà giật cô? Thì coi như gặp rất là ông cọp đó. Thì coi như ông nó xối xối đường mua cho. Thì coi như đưa ông nhảy tuốt đi. Giật của cô luôn. Hả? Trời đất ơi. Cô ơi, nhưng mà nếu mà con là con gái của cô, con nghĩ rằng là con sẽ rất là vui và rất là tự hào về những cái đồng tiền mà chính cô đã nuôi con gái cô ăn học. Con xin gửi tặng cô tấm séc 5 triệu đồng. Con hy vọng món quà này nhỏ thôi nhưng mà là sẽ tạo cho một cái động lực tinh thần để cô tiếp tục cái công việc của mình và nuôi bé ăn học tới nơi tới chốn cô nha. Dạ. Và câu chuyện cuối cùng mà chương trình muốn chia sẻ đó chính là câu chuyện của một cậu sinh viên phải tạm gác lại việc học của mình để có thể kiếm tiền, mong muốn giúp chị gái có tiền ghép thận và một mình nuôi hai đứa con nhỏ. Em là Nguyễn Mậu Hùng, em công việc của em là designer của công ty. Dạ, lý do em tham gia chương trình là em muốn giúp đỡ chị em. Chị em là bị bệnh suy thận giai đoạn cuối. Dạ, chị em thì phát bệnh năm 2011, là lúc em còn học cấp 3. Nhưng mà lúc đó bệnh tình thì chưa có nặng lắm. Xong rồi thời gian nó đi kiếm tiền, rồi không chăm lo cho sức khỏe nhiều á, nên đâm ra càng ngày bệnh nó càng nặng hơn. Thì khi mà vào Sài Gòn đây thì lúc em vào đại học á, là bệnh nó đã nặng giai đoạn cuối rồi, là bác sĩ yêu cầu là nếu có điều kiện thì tiến hành phẫu thuật để ghép thận, và người cho thận là ba em. Nên em cố gắng làm việc để em giúp đỡ cho chị em ấy, tại vì chị em bây giờ mất sức lao động rồi mà phải nuôi hai đứa con nữa. Dạ chưa, hồi đó em có chồng thì chưa có phát bệnh, rồi xong em sinh hai cháu ra thì em bị bệnh thì ly dị luôn. Hồi bỏ thì thằng cô lớn thì có được có 2 tuổi, con bé nhỏ thì có 9 tháng à. Ông trời ông, bây giờ mỗi người mỗi số phận rồi. Bây giờ cứ cầu trời sao cho nó qua rồi. Nói chung thì đó, giờ em sống thì chồng thì không có, mà có 2 đứa con, rồi có ba, có má. Rồi ba đi làm ruộng, ở nhà thì nuôi gà, nuôi vịt vậy đó. Má thì đi vô thành phố bán vé số. Em thì đi học vừa làm, rồi phụ tiền về cho em đi chạy thận. Ví dụ như em vô bệnh viện rồi gì nó không lo, ngày nào nó không ăn uống, nó không nói này nó kia hết. Chứ đôi lúc em buồn đó, em buồn lắm mà bây giờ không lẽ chết thì cũng không được, mà sống thì cứ đi bệnh viện miết rồi bán nhà hết, mà con sống có mình em với lại ba mẹ con chứ mấy. Mà bây giờ nếu mà em mà có lỡ gì thì không biết con em ra sao thì cũng tội nghiệp. Còn bây giờ Hùng thì cứ tháng thì nó gửi tiền về, mà nó nói với em thì chị cứ đừng có suy nghĩ nhiều, có gì thì để cho em giúp đỡ, em lo cho chị. Chừng nào mà chị khỏe rồi em mới tính tới vợ con, chứ giờ em không có tính. Em nghĩ một phần lo cho chị em là cái trách nhiệm của em. Tại vì ngày trước là em vào đại học thì chị cũng phụ giúp ba mẹ để lo cho em rất là nhiều. Mong muốn chị em là bây giờ tiến hành ca phẫu thuật để ghép thận, là cái đó là đầu tiên, tại vì chị em cũng giai đoạn cuối rồi. Nếu mà không ghép nhanh á thì vài bữa nó sẽ không còn cơ hội để ghép nữa. Thôi, thầy nói trước ra thì ngày xưa kia thì con sinh con ra thì cũng máu thịt của mình. Thì ngày hôm nay con nó bệnh thì lòng của mình cũng rất là xúc cảm. Vì của trong thân tôi thì cho con tôi thì cho hết. Cho nên tôi cũng mong làm được con và tôi vợ tôi cũng làm được gom góp kiếm một số tiền ít nhỏ để là mong cho con, tôi cho con tôi một trái thận.
để con tôi nó phẫu thuật cho nó thành công, nó về nó nuôi con nó và hai cháu tôi nó còn nhỏ dài để tội nghiệp. Bây giờ em cầu mong sao mà em có tiền để em ghép thận rồi được thành công rồi á thì em mới có sức khỏe rồi em mới lo cho mẹ con em được. Không biết đêm nay vì sao tôi buồn, buồn vì trời mưa hay bão trong tim. Đã mấy thu qua tôi vẫn đi tìm, để rồi buồn ơi nghe tiếng mưa đêm. Mưa ơi con nhớ thương hoài, nhớ khi mẹ lo sớm chiều, nhớ nụ cười khi nấn yêu. Đôi tay run run ánh mắt siêu hiền, biết tìm lại chốn nào. Mẹ ơi biết chăng đêm về quạnh hiu nghe tiếng mưa rơi mà nhớ thương nhiều. Đường về đèn khuya in bóng cô liêu, ai biết đêm nay tôi vẫn mong chờ tìm về những phút vui ngày âu. Cảm ơn bài hát mà Mậu Hùng đã mang đến chương trình Hát Mãi Ước Mơ. Đây là lần đầu tiên em đứng trên sân khấu, nhưng mà bên đây em lấy hết can đảm của mình để em hát cho chị của em. Bình tĩnh nha. Và em thấy là xuất hiện ở sân khấu của chúng ta bây giờ còn có chị gái của Hùng, cũng như là người ba, là người sẽ hiến tặng quả thận của mình cho con gái. Con xin mời chú và chị cùng bước lên sân khấu ạ. Anh Trấn Thành, anh có thấy là đây đúng một cái câu mà ông bà mình hay nói, một con ngựa đâu cả tàu bỏ cỏ, là một thành viên trong gia đình có vấn đề gì đó là tất cả mọi người trong gia đình cố gắng làm mọi cách để có thể giúp cho thành viên đó có một cái cuộc sống tốt hơn. Và thật sự là khi mà em Hùng hát á thì Trâm rất là xúc động, bởi vì là Trâm nghĩ tới cái tình yêu thương của tất cả các thành viên trong gia đình dành cho chị, và cả người cha cũng hy sinh một cái quả thận để dành cho con gái của mình. Thì bây giờ thì Trâm cũng thấy rất là ngẹn với cái hoàn cảnh này. Bác ơi, hình như là con thấy bác đang có điều gì rất xúc động đúng không bác? Bác có điều gì muốn nói không ạ? Ngày hôm nay là này thì cũng mong muốn rằng là cho con tôi được con hát được sức khỏe của gia đình, con gái tôi được về là. Nuôi con cái nó được khôn lớn, còn phần từ già rồi thì không sao hết. Cũng mong nguyện cho con về làm sống với nuôi con nó thôi. À, bình thường chị làm công việc gì? Dạ, hồi xưa thì em có đi làm, từ khi em phát bệnh tới giờ thì em ở nhà rồi ba mẹ với là em út với anh phụ với em tiền để chạy thận. Mà bây giờ thì em không có chỗ nào chạy được hết, em mổ hết, là chỗ nào cũng mổ hết. Giờ chỗ đây nữa là chỗ cuối cùng, mà nếu em không ghép thẳng được nữa thì em không có chạy được. Chị bệnh bao lâu rồi?
Dạ em bệnh 11 năm rồi. Thế là bây giờ là làm sao để chị có thể thực hiện được cái ca phẫu thuật với nhiều tiền như vậy? Dạ bây giờ thì em có ba đứa em ở trong đây vừa làm vừa học. Rồi có ở nhà cũng có mấy đứa em nó cũng lớn rồi. Nó nói em thì ráng đi rồi có ông anh nữa. Rồi mỗi người phụ cho em mỗi ít đem ghép, còn thẳng thì ba cho. Thì bây giờ gia đình chị cùng với những cái người mà bà con họ hàng đã giúp đỡ chị được bao nhiêu rồi? Dạ bữa bác sĩ nói là 300 mấy, nhưng mà bây giờ má em rồi em rồi là được 100 mấy rồi. Nhưng mà từ tới tháng em đi khám nó nhiều quá, thì bệnh viện ở dưới đó rồi bệnh viện ở trong này nữa, em đi mua thuốc uống gan nữa. Nó bị mẹ bóp cái tiền của mình đúng không? Dạ. Em muốn chia sẻ một điều này, có thể là trong cuộc sống của mình sẽ có những cái hoàn cảnh vô cùng khó khăn, nhưng mà em chỉ hy vọng là chị sẽ lạc quan hơn, vui vẻ hơn, bởi vì chị biết cái tinh thần của mình nó cũng ảnh hưởng rất là lớn cho sức khỏe. Mình phải giữ được cái tinh thần tốt thì mình còn nghĩ tới hai đứa con nhỏ nữa để có thể giữ cái tinh thần lạc quan nhất mà chiến đấu với bệnh tật chị nha. Dạ. Và hôm nay em rất là xúc động với câu chuyện của gia đình của mình. Em xin đóng góp 5 triệu đồng cho hoàn cảnh của mình, mặc dù là so với cái tiền, tổng cái số tiền mà phải phẫu thuật nó không là gì hết. Nhưng mà Trâm hy vọng là cái phát súng của Trâm nè sẽ làm cho mọi người nhìn và hiểu và thông cảm và chia sẻ và cùng chung tay để giúp cho chị sẽ hoàn thành được ca phẫu thuật thành công và trở lại cuộc sống bình thường với những người thân yêu trong gia đình của chị. Dạ, cảm ơn chị. Tụi mình xin được ủng hộ chị 20 triệu cho cái ca phẫu thuật này. Tuy nhiên rằng mình có thêm một điều hứa nữa, mình sẽ là cái người đứng ra quyên góp vận động mọi người cho cái ca phẫu thuật này của chị. Và Trâm sẽ là người chung tay với My. Trâm sẽ chung tay với My để làm điều đó. Cảm ơn nghĩa cử rất đẹp từ chị Võ Hà Trâm và Tố My. Hay, em gửi chị. Cảm ơn chị. Đây, em gửi tặng chị. Và hy vọng rằng là chị sẽ có một cái ca phẫu thuật gọi là hoàn hảo, đầy đủ để mà chị vượt qua được cái căn bệnh này. Cảm ơn chị rất nhiều. Và bây giờ xin mời quay trở lại sân khấu ba thí sinh vừa trình diễn ạ. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với bảng điểm từ hệ thống. Xin mời bảng điểm. Hùng với số điểm là 77. Cuối cùng đã là chị Cẩm Nhung với số điểm là 75. Chúc mừng các anh chị ạ. Chúng ta sẽ cùng gặp gỡ lại 4 thí sinh ngày hôm nay sau ít phút nữa với vòng 2 vòng chinh phục. Nam Dương tự hào được bình chọn là hương vị nước tương Việt Nam ngon nhất. Và các bạn quay trở lại với vòng 2 vòng chinh phục. Thưa quý vị, ở vòng này thì chị Diễm đã có số điểm cao nhất ở vòng trước và chị sẽ có quyền ưu tiên là lựa chọn người sẽ song ca với mình ở vòng này. Không biết là chị Diễm sẽ lựa chọn ai ạ chị? Để lựa chọn thì tôi sẽ chọn chị Cẩm Nhung. Không biết là lý do tại sao mà mình lại lựa chọn chị Nhung ạ chị? Thực ra thì tôi thấy cái dòng nhạc chị Nhung nó cũng mang tính chất là dân ca thì và chị Nhung cũng là người nữ nên là tôi cũng rất thích chọn nữ song ca, cho nên là tôi xin chọn chị Nhung. Dạ vâng ạ. Vậy đương nhiên là anh Tuân và Hùng sẽ trở thành cặp song ca còn lại của chương trình ngày hôm nay. Vậy thì bây giờ em xin mời đại diện của cặp anh Tuân và anh Hùng sẽ bước lên trước bục để có thể lựa chọn bài hát của mình trong vòng này ạ.
mừng anh Tuân và anh Hùng đã lựa chọn được bài hát của mình trong vòng này. Còn chị Diễm và chị Nhung thì em xin mời chị Nhung sẽ đại diện cho cặp của mình nha chị. Chúc mừng chị ạ, xin chúc mừng hai chị ạ. Chị Nhung ơi và chị Diễm ơi, em thấy là cặp của mình lựa chọn được bài là Sa Mưa Dông, không biết là bài này hai chị đã từng hát trước đây hay chưa ạ? Dạ, bài này thì em cũng có biết qua rồi, em sẽ cố gắng. Em muốn biết là cảm xúc của anh Tuân và Hùng như thế nào khi lựa chọn được bài Giả Từ ạ? À, chọn được bài Giả Từ thì cũng hơi biết một chút, nhưng thì hơi hồi hộp, tại vì mình cũng biết sơ qua thôi, chưa có thấm lắm. Cái bài này thì em từng nghe rồi, thì em sẽ cố gắng hát thật tốt. Yeah. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với lại phần trình bày của hai cặp thí sinh ngày hôm nay. Sau khi đã biết được cặp song ca cũng như bài hát thể hiện thì các thí sinh đang gấp rút tập luyện. Cặp song ca đầu tiên là chị Bích Diễm và chị Cẩm Nhung với bài hát lựa chọn ngẫu nhiên là bài Sa Mưa Dông. Kế đến là cặp của anh Minh Tuân và Mậu Hùng với bài hát Giả Từ. Liệu cả hai cặp song ca này sẽ thể hiện tốt phần thi của mình hay không? Mời quý khán giả theo dõi xem phần trình diễn của họ ngay sau đây. Tuổi đời chán đơn côi gót mong đại lộ buồn, đèn đêm bóng mờ nhà thơ, hồn lắng tâm tư đi vào dị vàng, đường tình không chung lối mang nuối tiếc cho nhau. Ngày nào tay trong tay lối về cùng hẹn hò, dịu em rất mong vừa tròn tình thắm môi hồng, đêm dài lưu luyến nghẹn ngào trong thương nhớ vì mai bước theo chồng. Em sang ngang rồi chôn kỷ niệm vào thương nhớ, hôn lên tóc mềm lẽ sầu thấm ướt đôi mi, xin em một lần cho ước nguyện tình yêu cuối, thương yêu không tròn thôi giá từ đi em. Người về lên xe hoa kỷ niệm buồn vào hôn, bờ môi tắt hẳn nụ cười giây phút bên nhau nay còn đâu nữa. Người về trong thương nhớ, người đi nhớ thương ơi. Giây phút bên nhau nay còn đâu nữa. Người về trong thương nhớ, người đi nhớ. Nghiệp luôn đi hay chứ mà quá, hát hay quá nè. Tuổi đời chân đó, Bình Tuân, anh hát giọng ấm và xử lý bài này rất là tinh tế nha. Cái đó là đầu tiên phải nói về anh. Anh bằng sự trải nghiệm trong cuộc sống, cái nhạc cảm anh tốt, anh hát á, cái chữ nó không có bị lê thê, hát rất là điêu luyện, luyến lấy rồi nối chữ nữa mới ghê chứ. Tách cái nhịp cực kỳ tốt, anh Tuân hát cái bài này rất là cảm xúc. Lúc đầu bạn này có vẻ là bị kém hơn. Ngày nào tay trong tay. Đoạn đầu em hát hơi hời hợt thôi, chứ đoạn sau em luyến lại mọi thứ. Em cũng người nhạc cảm cũng tốt luôn, cũng biết cách tách nhịp, nhưng vấn đề đó là vấn đề về tuổi trẻ, đúng không? Mình còn thiếu trải nghiệm, trải đời này nọ, nên mình chưa xử lý, điêu luyện được thôi. Nhưng hai cái người này hát rất là hay, một trầm một bổng, và hai cái nó đan xen vào nhau, tôi cảm thấy rất thích cái bản song ca này. Cái này là gọi là hai người là hai cái mảnh ghép rất là vừa vặn đó cho cái bài song ca này.
giọng của anh Tuân á thì như anh Thành nói là nó rất là ấm. Còn ở Hùng á, em hát không có nắng nót như anh Tuân, nhưng mà em có cái riêng của em, hát dàn trải không có nắng nót bởi vì em chưa yêu. Thì tôi mới thấy cái cách bỏ nhỏ của anh Tuân rất là đẹp. Còn bạn Hùng á thì bạn cái giọng bạn á nó sáng lắm như chị Trâm nói nè, và nó có những cái hay riêng theo cái cách của bạn. Vâng, và cảm ơn những chia sẻ của ban giám khảo. Cảm ơn anh Tuân và Hùng ạ. Còn làm mưa lâu dài, giọt buồn giọt tuổi đêm dài, cây cột mẹ ruồi mái lá nghèo cũng đừng dột xiêu. Nói mà cơn nắng bấy lâu mà dây bầu, mày còn không héo mới mưa dầm, mày lại héo dày. Cha ơi, sao cha chưa về nhà trên bếp dưới vắng tanh? Trời dưới trong mối mòn, ngoài kia mưa dầm, cha còn dầm mưa, tàn cơn mưa dầm, mẹ gần về chưa? Trời sao tuột luộc dây, trời xa mưa giông thưa buồn, con bãi đưa đò cũng lạnh lùng, bỏ mặc dòng sông nên không có chuyến đò nào đưa. Dẫu mà trời còn ngàn năm cứ mưa hoài, để thèm thuồng giọt nắng rớt sau hè, con vẫn ngồi nghe bên lửa hồng nuôi ngọn đèn trong. Thế nào tia nắng cũng lên trên giang bầu, mẹ chồng cha hai bữa cơm nghèo, chén canh cá cắm cầu. Thế nào tia nắng cũng lên trên giang bầu, mẹ chồng cha hai bữa cơm nghèo. Hoàn thành xuất sắc của chị Diễm và chị Nhung mà. Sao mà giọng hát của hai chị lại ngọt ngào đến như vậy ạ? Quá hay, quá hay. Bây giờ thế này, mình nói một câu công bằng hen. Là chị Nhung dĩ nhiên là sẽ có cái phần không thể nắng nót được bằng chị Diễm. Cái đó mình cảm nhận được đúng không nè. Nhưng mà hôm nay chị Nhung, cái vòng này chị Nhung hát cũng rất là hay luôn. Chị hát chắc chắn hơn cái vòng 1 rất nhiều. Kiểm soát mọi thứ này nọ rất là tốt. Chị đáp rồi, chị đáp. Chị đáp rồi. Dạ vâng, dĩa nó bớt bay rồi chị. Dạ. Trời xa mưa giông thưa buồn, con bãi đưa đò cũng lạnh lùng. Nhưng mà vậy nè, phải nói rằng là chị Diễm chị lợi hại quá. Cái nhạc cảm trong Diễm tốt khủng khiếp. Dẫu mà trời còn làm mưa lâu dài, giọt buồn giọt tuổi đêm ngày. Nhưng mà còn một cái khen nữa, anh biết cái gì không? Em mới phát hiện ra. Đó là
giọng chỉ là người quản, nhưng chị hát giọng nam không ai biết là người người quản không hết trơn á. Không có biết like luôn. Không có biết like luôn. Chúc mừng phần thi rất thành công của chị Diễm và chị Nhung ạ. À. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng mời quay trở lại sân khấu sự xuất hiện của anh Tuân và Hùng. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần cho điểm từ ban giám khảo. Đầu tiên, xin mời số điểm từ giám khảo Trấn Thành. Tiếp theo xin mời số điểm từ giám khảo Tố My. Và cuối cùng xin mời số điểm từ giám khảo Võ Hà Trâm. Cảm ơn ban giám khảo ngày hôm nay rất là nhiều và xin mời tổng số điểm từ hệ thống ạ. Anh Minh Tuân với tổng số điểm là 56, Mậu Hùng với tổng số điểm là 55, chị Bích Diễm với tổng số điểm là 60 và chị Cẩm Nhung với tổng số điểm là 50. Với bảng điểm này thì Mậu Hùng cũng như là chị Cẩm Nhung sẽ đạt được giải ba của chương trình trị giá là 8 triệu đồng. Xin chúc mừng. Cho Thành có ý kiến xíu. Rồi, từ nãy giờ tại sao tôi không nhúc nhích gì hết để tôi xem tình hình mọi thứ ra sao. Tại vì bé My nó đến một buổi, còn Thành thì phải đi đường dài với chương trình nên tôi cũng phải cân đo đong đếm. Tại dạo này tôi không có vợ, sắp có con rồi, gia đình xa cơ lỡ bước nhiều khi gia đình cũng phải có ghém lợi chứ đừng có bung quá. Tại sao mỗi một chương trình tôi tổng kết lại số nợ tôi hình như nó hơi khủng, thành thử ra phải cân đo đong đếm. Dạ, chị Nhung đến với chương trình rất là dễ thương, tinh thần lạc quan mà đáng yêu vô cùng. Từ một cái người không quen không biết, chị nhìn cái cách người ta nhặt cái chai rác trong cái giỏ rác của chị mà chị mang cái câu chuyện lên sân khấu. Chị là người sống tốt. Em cảm ơn chị đến với chương trình này. Về cái trường hợp của bác, chắc là Thành sẽ tặng riêng cho bác thêm 5 triệu nữa cùng với Hà Trâm để cho bác có thêm sự trang trải cho hai mẹ con. Dạ vâng. Cảm ơn sự chia sẻ từ những khảo chứng Thành. Còn trường hợp của em Hùng, cái anh cho được cho chị em sẽ là một sự kêu gọi trên fanpage để anh kêu gọi chung tay cho chị em có một ca mổ hợp lý nhất. Cảm ơn chú Thành. Là ba anh em mình cùng kêu gọi. Em một lát nữa cuối giờ em cho anh xin cái số tài khoản của gia đình em, anh sẽ kêu gọi giùm chị em. Bắt tay ba chị em, ba anh em mình bắt tay đi. Rồi. Và riêng anh Tuân thì em xin được gửi 10 triệu cho cái bà cụ mà phải lo cho một cái anh tâm thần đó riêng của em. 10 triệu. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với vòng cuối cùng mang tên Tỏa Sáng. Chào mừng quý vị và các bạn đến với vòng 3 của Hát Mãi Ước Mơ mang tên Tỏa Sáng. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần trình diễn của hai thí sinh xuất sắc nhất của ngày hôm nay. Đêm nay nhìn mưa xót xa trong lòng, nghe tiếng mưa rơi hay dòng lệ rơi. Đêm nay mưa đổ ngoài hiên, đêm nay nước mắt mẹ hiền, đêm ngày mong ngóng tin con. Mưa rơi ngày nào ướt đôi vai gầy, bên mái
mái tranh siêu dáng khổ núi con. Mưa rơi rét lạnh từng đêm, vẫn nghe hơi ấm êm đềm, nhà mình tuy nghèo mà vui. Con đi bao năm xa cách mẹ cha, hay chăng nơi chốn quê nhà mẹ già mong ngóng ngày đêm thương con. Bao đêm trăng chờ thân thơ, đâu biết rằng bao giờ con sẽ trở về quê hương. Tháng rộng ngày dài con vằn ngàn xa, bao nhiêu giọt mưa bay nhiều giọt sầu, nhưng vẫn đâu đây tiếng cười con thơ. Đêm nay mưa đổ ngoài hiên, đêm nay nước mắt mẹ hiền, thương người con ở miền xa. Đêm nay mưa đổ ngoài hiên, đêm nay nước mắt mẹ hiền, thương người con ở miền xa. Đêm nay mưa đổ ngoài hiên, đêm nay nước mắt mẹ hiền, thương người con ở miền xa. Lòng chim quyên đang đón gió thu về, anh giờ xa xứ bỏ quê nhà, bỏ lại tình em bên chiếc cầu tre cuối xóm, bỏ lại dòng sông xưa hai đứa vẫn hẹn hò, bỏ lại dần trăng non em thức đón anh về. Quả đưa sang đàn trai đón dâu về, chim quyên có bạn có bầy, nợ sao anh để
mà nghe giọng cổ nhớ hoài tình em. Ơi, hay quá vậy ơi. Ban giám khảo có chia sẻ gì với hai phần trình diễn vừa rồi không ạ? Nói về phần trình diễn của anh Tuân trước thì em thấy là cái bài vừa rồi so với những bài trước thì không tốt bằng. Giống như hình như là anh có bị tâm lý ở đây. Bài vừa rồi là không hợp lắm không hợp với lắm. Anh so với những bài trước. Nếu như anh chọn những cái bài như là Giấc Mơ Chappie, những cái bài mà nó hát thẳng và nó mang cái chất mạnh mẽ như cái giọng hát của anh á thì em nghĩ nó sẽ phù hợp hơn. Còn về chị Diễm thì cái quan điểm làm nghề của em á thì đã gọi là ca sĩ thì phải là hát hay. Và hôm nay chị hát hay như vậy thì chị xứng đáng được gọi là ca sĩ. Cảm ơn chị. Đúng là anh Tuân bữa nay dòng này hơi tuột phong độ chút xíu, nhưng cái tình cảm về nhạc cảm của anh vẫn rất là tốt. Ướt đôi vai gầy bên mái tranh siêu dáng khổ lụy. Em hy vọng rằng là anh Tuân hãy tiếp tục cái niềm đam mê của mình, tại vì anh hát tốt lắm. Còn Diễm, chị hát cái bài này rất là ngon lành, nhẹ nhàng, tình cảm, nức nở, xử lý rất còn có những cái đoạn chị bỏ nhỏ mà nổi hết da gà. Mình ơi, họ ơi, công công xê sang xê, bình ơn em đứng đợi anh. Cái đoạn sao có cái vụ nấc nấc như vậy? Ủa, cái đó là cảm xúc hay là có cái xử lý nhẹ trong việc? Em nghĩ rằng là chắc cái bài hát này nó có một cái gì đó liên quan tới cuộc đời của chị ấy đó. Em tính hỏi chị cái này không biết có không chị? Dạ có. Có, anh thấy chưa? Có làm sao vậy? Ca tới cái đoạn mình ơi, sao tự nhiên nghẹn lại cái đoạn đó đã quá vậy ta? Ý là cái hoàn cảnh của em thì cũng không may mắn như được như những người phụ nữ bình thường. Tức là em chỉ làm người mẹ đơn thân chứ không được có một cái vị hôn phu ở bên cạnh. Cho nên là em thấy cái bài này rất là xúc động, cho nên là em chọn cái bài này. Hèn gì ca tới đoạn mình ơi, có cái đoạn nghẹn cái tôi với anh Trâm nhìn nhau nói ý trời ơi sao ra cái nghẹn đó ta. Thì phải là nghẹn thiệt mới ra được chứ không mà tự tạo nó giả lắm. Trời mà chị làm rất là thật. Mà hay thiệt, hay có những cái đoạn ca nó xoáy vô tim người ta. Thành thử ra đầu tư anh bùm hợp lý. Cảm ơn những chia sẻ của ban giám khảo. Bây giờ thì trước khi đến với số điểm của ban giám khảo cũng như là quý vị khán giả dành cho hai người chơi, chúng ta sẽ cùng giải lao trong ít phút. Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với phòng công bố kết quả của hai thí sinh ngày hôm nay. Và bây giờ sẽ là điểm số của giám khảo Trấn Thành dành cho anh Minh Tuân. 18 điểm. Xin mời số điểm từ giám khảo Võ Hà Trâm dành cho anh Minh Tuân ạ. Em cũng đồng quan điểm với anh Trấn Thành, dành cho anh 18 điểm. Số điểm từ giám khảo Tố My. Tố My thì bài hát lúc nãy á, tuy là không có hợp bằng những bài hát trước nhưng mà anh hát bằng tất cả những tình cảm của anh nên mình sẽ gửi tặng anh 19 điểm. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với số điểm của giám khảo Trấn Thành dành cho chị Bích Diễm. Nói sao giờ? Hết số luôn á. Đó. Lại là 20 điểm ạ. Và chị Võ Hà Trâm ạ. Bây giờ là ca sĩ Hà Trâm xin được dành số điểm này cho ca sĩ Diễm. Cũng 20 điểm mà chị Bích Diễm. Còn số điểm từ ca sĩ Tố My ạ. Người ta khác quê, người ta cho chị 20, chẳng lẽ My lại cho chị thấp hơn đúng không? Cảm ơn ba vị giám khảo. Đây cũng chỉ là 60% tổng số điểm của ngày hôm nay thôi. Chúng ta vẫn còn 40% còn lại, phụ thuộc vào 80 vị khán giả đang có mặt tại trường quay. Bây giờ xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng truy cập vào trang web hatmaiuocmo.dienquan.com để cùng bình chọn. 30 giây bình chọn, bắt đầu. Tổng số điểm của hai người chơi sẽ là bao nhiêu đây? Chúng ta đang thấy là số lượt bình chọn tăng lên dần.
tổng số điểm là 100. Xin chúc mừng chị Bích Diễm ngày hôm nay đã giành giải nhất của chương trình ngày hôm nay. Cả chị Diễm và anh Quân đều đồng nhận được sự ủng hộ từ các bạn khán giả ngồi tại trường quay, đó là 40 lượt bình chọn. Và cũng xin chúc mừng anh Quân đã đạt được giải nhì ngày hôm nay với giá trị là 14 triệu đồng. Xin mời giám khảo Tố My sẽ tiến lên sân khấu để trao giải thưởng cho anh Quân ạ. Và cũng xin mời giám khảo Trấn Thành và Võ Hà Trâm sẽ cùng trao giải nhất ngày hôm nay cho chị Diễm, rất xứng đáng và rất xuất sắc với giải thưởng trị giá 20 triệu đồng. Thưa quý vị, hai người chơi ngày hôm nay của chúng ta đã hoàn thành rất xuất sắc phần thi của mình. Và cũng xin chân thành cảm ơn quý vị khán giả đã đồng hành cùng với chương trình Hát Mãi Ước Mơ mùa 3. Tôi muốn đem cái tiếng hát của mình để giúp cho chị mình được phần nào hay phần đấy. Tôi muốn hát để dành số tiền thưởng để giúp đỡ cho con dâu, để lo cho cháu nội. Về Hậu Giang nhé em, về nơi chốn đưa đôi thuở nào. Về Hậu Giang nhé em, dù mưa nắng sớm chưa dây dầu. Đón xem tập 4 Hát Mãi Ước Mơ phát sóng vào lúc 20:30 ngày 9/8/2019 trên kênh HTV7. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Công ty Truyền thông và Giải trí Điền Quân thực hiện, được phát sóng vào lúc 20:30 tối thứ sáu hàng tuần trên kênh HTV7. Xin chào và hẹn gặp lại. Trong đêm mộng lành vẫn hay về qua, hát lên tiếng hát yêu thương cho đôi chân bình yên cất bước. Hát lên hát mãi ước mơ trong ta từng giờ trái. Chuyện tình